Xin chào tất cả các em học sinh. Chúng ta lại gặp nhau sau một khoảng thời gian cũng tương đối không có ngắn vì lý do bận công việc. Thầy không có ra những clip mới về giảng dạy cho các em. Bắt đầu từ hôm nay, thầy đã sắp xếp những công việc cũng ổn rồi. Nên là thầy sẽ quay cho các em các clip mới trong cái khoảng thời gian rảnh của thầy. Đáng lẽ hôm nay, cái tiết học hôm nay là bài phép tình tiến, thầy dạy cho các em vào thứ ba tuần vừa rồi. Nhưng vì ngày thứ ba thầy bị ho, cảm đột xuất không có nói được, nên thầy đành phải dời lại vào buổi ngày thứ ba hôm nay. Thì trong bài trong buổi thứ ba ngày hôm nay, thầy sẽ quay cho các em ba clip về ba bài. Thứ nhất là phép tình tiến, thứ hai là phép quay, và thứ ba là phép vi tính. Ở bên ngoài trời đang mưa nên nó sẽ có tiếng ồn, vì phòng thầy quay và phòng học này nó cách âm chưa tốt, là các em cố gắng mình tập trung một chút vì nó sẽ có tiếng rì rào nhỏ, là các em nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bài hôm nay là bài phép tình tiến. Để hiểu về phép tình tiến thì ta qua phần số 1, các em ghi là ví dụ. Thế nào là phép tình tiến? Thầy cho như sau này, cho hai cái. Cái thứ nhất là cho vector v, cho vector v và cho điểm m. Thì ghi chữ đây là điểm m để các em dễ nhìn nhé. Điểm m bất kỳ. Rồi bây giờ dựng. Đề bài yêu cầu dựng e điểm m phải sao cho vector m m phải bằng vector v. Ta dựng như thế nào thì các em xem này. Giả sử cái vector v của em như thế này, đây các em thấy chưa? Rồi giả sử cái điểm m nó nằm ở chỗ này. Bây giờ ta dựng điểm m phải sao cho vector m m phải và vector v. Thì theo như chương trình vector lớp 10 các em học, đây các em chỗ này đây, ta dựng một cái hình bình hành nhé. Đây nhận hai cái cạnh chứa vector v với cái cạnh m m phải là hai cạnh đố. Thì đây là điểm m phải cần dựng của các em. Như vậy thì cũng dễ, các em đúng chưa? Và trong cái phép tình tiến này đó, thì cái điểm m phải, điểm m phải theo cách dựng như thế này, người ta gọi là ảnh của điểm m qua phép tình tiến. Theo vector v, các em nhớ chưa? Cách dựng điểm m như vậy, nó có một tên gọi nó hơi là dài dòng một chút, đó là ảnh của điểm m qua phép tình tiến theo vector v. Và ký hiệu như này nhé, m phải bằng tv của điểm m. Thay vì nói một câu nói dài dòng như thế này, ta ghi tắt là m phải bằng tv của m, có nghĩa là m phải là ảnh của điểm m qua phép tình tiến theo vector v. Phép tình tiến theo vector v là ký hiệu là tv. Thì ta xong cái ví dụ. Từ cái ví dụ này ta qua phần số 2 là mã các em ghi định nghĩa. Định nghĩa các em ghi như thế này là cho các em dựa vào cái ví dụ đó, người ta ghi định nghĩa như này, cho vector v và điểm m. Rồi ta ghi câu thế này là phép biến hình tuyến m thành m phải sao cho
vector m m phẩy bằng là vector v, gọi là phép tịnh tiến. Theo vector v phép biến hình thì các em hiểu đây chỉ là một cái phép dựng thôi, các em hiểu chưa? Và nó ký hiệu như thế này là tv, phép tịnh tiến cho vector v ký hiệu là tv. Và tương tự như thế này, ảnh của điểm điểm m phải là ảnh của điểm m qua phép tịnh tiến theo vector v, ta cũng ký hiệu giống như thế này. Như vậy thì em thấy cái định nghĩa và cái ví dụ cũng giống nhau, đúng chưa? Rồi ta qua phần tiếp theo, phần hạ ba bạn. Phần ba là mã kem duy là tính chất của phép tịnh tiến. Thì đây em nhớ hai tính như thế này là phép tịnh tiến biến, nó biến như gì? Tất nhiên là nó biến một điểm thì một điểm, cái điều này hiển nhiên quá. Bây giờ thầy nhấn mạnh hai cái ý quan trọng các em phải nắm vững. Ý thứ nhất là biến một đường thẳng, nó biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc là trùng với nó. Rồi bây giờ thầy giải thích cho các em cái chú ý này. Tại sao phép tịnh tiến nó biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song, không song song thì trùng? Em nhớ ý chỗ này để mà minh họa điều này thì có ví dụ như sau. Ví dụ như các em thế này, đây là vector v. Rồi các em nhìn thấy chưa? Một cái đường thẳng d như thế này. Đây. Bây giờ các em theo xem này, qua phép tịnh tiến theo vector v thì đường thẳng d này nó biến thành đường thẳng như thế nào? Bây giờ làm các em hãy xem này. Đầu tiên là thầy lấy một điểm m bất kỳ nằm trên d, các em thấy chưa? Ta dựng cái điểm m phải là ảnh của điểm m qua phép tịnh tiến này. Đây các em, đây điểm m phải. Mà dựng như thế nào thì các em nhớ ta dựng giống như một cái hình bình hành đó, như vậy ta có được điểm m phải. Tương tự thì lấy một điểm n bất kỳ nằm trên d, n bất kỳ trên d các em nhé, đây dựng điểm n phải cũng là ảnh của điểm n qua phép tịnh tiến theo vector v. Như vậy em thấy ngay đường thẳng d đi qua m n nó biến thành một cái đường thẳng d phải. Đây các em, đi qua m phải bên n phải, và thấy ngay, các em thấy ngay là lúc này vì mà tứ giác m m phải n phải n là hình bình hành nên hai cái cạnh đối song song với nhau, từ đó các em mới suy ra d song song với d phải. Như vậy thầy để giải thích các em xong cái ý chỗ này, biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song, song song với nó. Còn thế nào là trùng với nó, khi nào trùng với nó, các em xem này. Cái hình ảnh thứ hai, đây. Ví dụ cho vector v, đường thẳng d của các em đó, đây, nó song song với giá của vector v. Có nghĩa là đường thẳng d này nó song song với cái đường thẳng trên vector v. Các em xem này, thầy lấy một điểm m bất kỳ nằm trên đây thì ảnh của nó cũng là m phải
cũng nằm trên đây, các em thấy chưa? Đây là vector về đó. Tương tự thì các em xem tiếp này, thầy lấy một điểm n nằm trên đây đây các em, thì nó cũng biến thành điểm đường điểm n phải cũng song song với đây. Như vậy đường thẳng d đi qua bờ n nó biến thành một đường thẳng d phải đi qua bờ phải là phải cũng trùng với nó. Thì trong trường hợp này cái đường thẳng d này gọi là đường thẳng là bất động trong phép tính tuyến. Các em nhớ chưa? Trong cái hình vẽ này đường thẳng d là bất động. Trong phép tính tuyến theo vector v là ký hiệu là dv. Tương tự các em thấy này, nếu vector v này nó có giá trùng với đường thẳng d thì đường thẳng d này cũng bất động trong phép tính tuyến. Rồi xong cái ý này các em nhé. Rồi thầy nói cái ý thứ hai, nó biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính rồi. Tại sao như vậy? Bây giờ thầy giải thích cho các em. Thầy ví dụ cái vector v của thầy như thế này, nó gây ra một chút xíu để các em nhìn thấy dễ. Có một cái đường tròn là đường tròn c, thầy vẽ hình như thế này đây cho nó to chút các em nhìn thấy dễ. Đây, đây là đường tròn c tâm y, các em nhìn thấy chưa? Vậy thì qua phép tính tuyến này đường tròn c nó như thế nào? Thì đầu tiên các em tìm ảnh của cái tâm y này này qua phép tính tuyến, các em rất dễ thôi, ta dựng một cái hình bình hành các em. Đây, qua phép tính tuyến này tâm y biến thành tâm y phải, cái thứ nhất này là hình bình hành. Đây, rồi em hiểu chưa? Tiếp theo thầy lấy một điểm m bất kỳ nằm trên d, thầy dựng đây, thầy dựng cái điểm m phải là ảnh của điểm m có phép tính tuyến theo vector v. Thì các em thấy vector y y phải cũng bằng vector v, vector m m phải cũng bằng vector v. Như vậy thì rõ ràng các em thấy là cái đoạn m phải với y phải nó song song và bằng nhau. Như vậy ta nói là thì tứ giác này là hình bình hành. Tất nhiên cái đoạn y m bằng r thì y phải m phải cũng bằng r. Như vậy phép tính tuyến này đã biến đường tròn tâm y bán kính r thành đường tròn tâm y phải bán kính cũng bằng r. Rồi ta vẽ hình. Rồi. Đây các đây đường tròn c phải. Tới đây các em đã hiểu xong cái ý là phép tính tuyến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Biến một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính. Rồi ta qua phần số 4 là bài. Rồi ta qua phần số 4 là bạn các em nhé. Đây kia là biểu thức tọa độ. Phép tính tuyến. Biểu thức tọa độ phép tính tuyến. Biểu thức như thế nào? Đây các em xem này, để cho vector v ban đầu tọa độ là a lớn b lớn và cho điểm m tọa độ là xy. Bây giờ thầy dựng
hay là tìm tìm điểm M phẩy tọa độ là x phẩy y phẩy bằng ảnh của điểm M qua phép định tiến theo vector V. Đó, bây giờ hãy đưa về cái hệ trục tọa độ. Như vậy thì các em xem này, M phẩy là ảnh của điểm M qua phép định tiến theo vector V thì điều này tương đương với em vector M M phẩy bằng vector V, đúng chưa? Hai vector bằng nhau, các em nhớ mà hoành bằng hoành và tung bằng tung, ta tương đương một cái hệ. Hoành độ của vector M M phẩy thì y chậm lại là x M phẩy trừ đi x M bằng tọa độ vector V, hoành là V1, tung là V2, hoành là V1, rồi ta có y M phẩy bằng V2 tương đương x phẩy trừ đi x bằng a x M phẩy là x, em nhé, x M phẩy là x phẩy, x M là x, rồi tương tự ta có là y M y phẩy trừ đi y bằng b. Cuối cùng ta có cái hệ thức như sau: x phẩy bằng x cộng với a, y phẩy bằng y cộng với b. Biểu thức này gọi là biểu thức tọa độ của phép tịch tiến. Và ý nghĩa của biểu thức này như thế nào? Biểu thức này cho phép các em tìm mối liên quan giữa cái điểm ảnh, cái điểm ảnh với cái điểm gốc của đề bài. XY là điểm gốc, AB là cái tọa độ vector tịch tiến, còn x phẩy y phẩy là tọa độ của điểm ảnh. Rồi bây giờ ta qua ví dụ. Mời các em qua ví dụ này. Đề bài yêu cầu là tìm ảnh các điểm, các đường sau qua phép định tiến theo vector V và đề V. Câu số 1, vector V ví dụ tọa độ là 2 trừ 3 và điểm M ví dụ 4 là trừ 5 thì ví dụ vậy. Bây giờ tìm ảnh của điểm M. Rồi các em xem này, tìm ảnh của điểm M qua phép tịch tiến theo vector V. Bước đầu tiên ta nói là gọi M phải, ta ghi đúng công thức đó, x phải y phải bằng TV của điểm M 4 trừ 5. Rồi, em thấy chưa? Tương đương công thức này các em được phép thuộc ở công thức của sách giáo khoa các em. Ta thế vào đây. Như vậy tương đương x phải bằng x cộng với a. Đây là y phải bằng y cộng với b. Các em thế số vào đây. X là 4, a là 2, vậy nó bằng 6. Y là trừ 5, B là trừ 3, như vậy bằng trừ 8. Từ đây thì suy ra điểm M phẩy là 6 mà trừ 8. Vậy đã xong câu A. Và bây giờ ta qua câu B này em nhé. Rồi ta qua câu B nha. Cho đường thẳng D có phương trình x cộng với 3y
trừ đi 6 bằng 0. Rồi vector v thì ví dụ như toàn bộ là 2 trừ 5 đó. Thôi đây là dạng bài tập thứ hai là tìm ảnh của một cái đường thẳng qua các trực tuyến. Rồi bây giờ các em hãy xem này. Các em nhớ này, ảnh của một đường thẳng qua cái các trực tuyến nó là một cái đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Như vậy tới đây ta biết ngay là cái đường thẳng D thì ảnh của nó là D phải đấy. Phải là một cái đường thẳng song song hoặc trùng với D, em hiểu chưa? Và ta nhớ hai đường thẳng mà song song hoặc trùng với nhau thì nó có chung vector pháp tuyến. Trở lại về này, bước đầu tiên thầy lấy một điểm M bất kỳ nằm trên đây. Em nhớ thì trên đường thẳng nó có vô số điểm. Em cho x đại bằng số bao nhiêu thì sẽ tìm được cái y tương ứng à, hoặc ngược lại. Ví dụ bài này em, ví dụ thầy cho x bằng 0 thì y thế vào đây này, đó là 3y trừ đi 6 bằng 0, như vậy là y bằng 2. Hoặc x bằng số bao nhiêu em cứ cho tùy ý em, hiểu chưa? Thôi thì lấy lại một số bất kỳ, nhưng mà nguyên tắc lấy thì em lưu ý mình sẽ hạn chế những cái số phức tạp của mẫu số để cho cái bài toán nó dễ làm đến làm. Thầy ví dụ như đây, ví dụ cho y bằng 0 thì x bằng 6, y bằng 0 em thế ở đây là x bằng 6. Điểm này thuộc đường thẳng D, em lấy một điểm M bất kỳ. Tiếp theo ta tìm ảnh của điểm M. Tìm ảnh của điểm M có phép trực tuyến theo vector V. Vậy em thế vào cái công thức, suy ra x phải nó bằng x cộng với a, thế vào đây em, x là 6, a đây là 2, phải bằng số 8. Y phải bằng y cộng với số b bằng y là 0 trừ 5. Rồi em hiểu chưa? Từ đây ta suy ra điểm M phải 8 trừ 5. Rồi ta xong được cái M phải. Rồi ý thứ ba em nhé, ý thứ ba là ta gọi cái đường thẳng D phải đó là ảnh của đường thẳng D qua các trực tuyến theo vector V. Đây thì ta suy được điều này các em này. Thứ nhất là D phải đi qua cái M phải là 8 trừ 5. Rồi các em hiểu chưa? Lấy một điểm M trên D thì ảnh của nó là M phải, thì D phải đi qua M phải. Rồi ta đi biết theo cái tính chất của phép trực tuyến, ta biết ngay là D phải song song hoặc trùng với D. Rồi các em hiểu chưa? Mà cái ý mà D phải song song hoặc trùng với D thì ta suy ra được vector pháp tuyến của đường thẳng D, D phải đấy, nó bằng là D các em. Đường thẳng D vector pháp tuyến là hệ số của x và của y là 1,3. Rồi từ đây ta suy ra biết được, ta biết được phương trình đường thẳng D nhé. 1 nhân với x trừ 8 cộng với 3 nhân với y cộng với số 5 bằng 0. Từ đây em phá hoặc ra là x cộng với 3y, đây là trừ 8 cộng với 15 thì bằng cộng với 7. Rồi tới đây là xong nha các em. Rồi bây giờ thầy qua câu số 3. Đường tròn C phương trình là x trừ đi 1 bình
cộng với y cộng với 3 tất cả bình phương bằng 4. Và vector v thì ví dụ như là 2 trừ đi 5 và bây giờ em xem nhé. Nhìn vào cái phương trình đường tròn C, ta kết quả ngay đường tròn C có tâm y là 1 trừ 3 bán kính R bằng số 2, chẳng thấy chưa? Rồi bây giờ em nhớ tính chất của phép tình tiến. Nó biến một cái đường tròn C này thành một cái đường tròn C phẩy, nó có cùng bán kính. Như vậy thì em tới đây em kết luận ngay là cái đường tròn ảnh của đường tròn C này nó cũng có bán kính là 2. Vậy thì đường tròn ảnh tâm là cái gì? Tâm nó chính là ảnh của cái tâm này qua phép tình tiến. Như vậy tới đây em chỉ việc tìm ảnh của tâm y qua phép tình tiến là đã xong bài toán. Rồi em nói cái này gọi y phẩy, y phẩy, x phẩy, y phẩy đây bằng tv của điểm y là 1 trừ 3. Đó, tương đương công thức em nhé. X phẩy bằng x cộng với a bằng x, đây x là 1, a là 2, kết quả bằng số 3. Y phẩy bằng y cộng với số b là trừ 3 trừ đi 5 bằng trừ 8. Từ đây ta suy ra được điểm y phẩy tọa độ là 3 trừ 8. Rồi, xong cái điểm y phẩy. Tiếp theo là bước cuối cùng, ta nói là gọi đường tròn C phẩy là ảnh của đường tròn C qua phép tình tiến theo vector v. Suy ra các em nhé, đường tròn C phẩy có tâm là y phẩy là 3 trừ 8, bán kính R phẩy cũng là R là bằng số 2. Rồi, mình hiểu chưa? Từ đây ta suy ra đường tròn C phẩy phương trình như sau: x trừ y 3 tất cả bình cộng với chỗ này là y cộng với 8 tất cả bình bằng số 4. Rồi, cái này ta xong bài ví dụ. Tất nhiên là bài về cách dạng bài tập về phép tình tiến nó còn cũng khá nhiều. Đây là một cái ví dụ cơ bản em tìm ảnh của một điểm, một đường thẳng và một đường tròn qua phép tình tiến. Những cái em là thắc mắc về dạng bài tập, em có thể comment ở phía dưới, thầy sẽ giúp em, thầy sẽ quay các clip theo yêu cầu của em. Nếu một thời gian thầy còn có thời gian, các em nhớ đăng ký kênh của thầy ủng hộ cho vui, đúng không các em? Rồi, tiết học hôm nay đến đây ta dừng lại, thầy hẹn các em ta qua tiết sau. Tiết sau thầy sẽ sửa cho các em, thầy dạy các em bài mới về phép quanh. Rồi thầy chào tất cả các em.